Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đạt Trang đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm vừa giải bài tập stress dạng dạng vĩ hình học bài 2 nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình làm theo ý kiến của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Bài hôm nay chúng ta làm sẽ là bài làm bài bài dạng bài tập dạng bài tập là dạng kiểu mà vĩ hình đấy, vĩ hình đấy, bài 2 nha. Và trong bài 2 này chúng ta sẽ làm vừa bài đó chính là bài viên gạch hoa, bài 2 đó chính là viên gạch hoa. Bài này bài này được làm bởi Vận Ngũ Thanh Sơn, Đà Nẵng năm 2019. Nó có trong đơ này, nó có trong đơ Vận Ngũ Thanh Sơn Đà Nẵng năm 2019 đấy. Thì giờ chúng ta sẽ làm là, thì cái này bài này cũng phổ biến vào năm ngoái rồi chúng ta sẽ làm nha. Có lúc thì nó sẽ cũng sẽ có ngẫu nhiên cho cái bài đờ mà các bạn không biết luôn, nên là làm đây. Giờ nó các bạn có ý hình này rồi đúng không? Rồi nha. Giờ đầu tiên chúng ta thêm cái con mèo sát này đây. Rồi. Các bạn nhấn vào lá cờ màu xanh. Thì cái lúc vẽ ấy, thì chúng ta chỉ có phần mở rộng, nên là nhấn vô thêm phần mở rộng và nhớ bút vẽ. Rồi. Ngay nhớ bút vẽ rồi. Giờ trước khi về bắt đầu ấy là chúng ta chỉ phải xóa tất cả xóa cái sân nền. Cái này chỉ mới là phần chuẩn bị thôi. Rồi nhấc bút lên để mấy phần chuẩn bị nha. Rồi chúng ta chỉ nói nội dung vừa cái bài đó là làm gì. Các bạn có thể đặt bao về kích thước bao nhiêu cũng được, tùy ý các bạn. Rồi giờ làm cho nó hướng vào phía đấy như vậy rồi đúng không? Cho nó cũng các bạn cũng phải làm cho nó hướng đi tới điểm x là không, y là không, rồi cho nó vì ở giữa. Rồi giờ mình chỉ nói chi tiết của cái bài này này. Bài viên gạch hoa này đấy là được tạo bởi hình vuông có cạnh 250 hình bông hoa được tạo từ những hình cơ sở là những hình ngũ giác đều lòng nhau xoay quanh tại điểm chính giữa của hình vuông. Cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1/4 độ dài cạnh hình vuông. Những hình ngũ giác đều cờ nhau bí dân. Với hai hình ngũ giác đều cờ nhau, ngũ giác nhỏ có độ dài bí hơn, độ dài cạnh ngũ giác lớn hơn là 10. Đấy. Vậy thì nó chỉ là vẽ một cái viên gạch hoa. Mà viên gạch hoa đó nó phải được tạo bởi hình vuông có cạnh đâu. Mà là hình viên gạch hoa được tạo từ hình bông hoa ấy. Thì bình hình bông hoa thì nó được tạo từ những hình ngũ giác ấy, cũng là được gọi là những hình cơ sở, là những hình ngũ giác đều lòng nhau, là hình ngũ giác mà nó to xong rồi có cái hình ngũ giác ở bên trong nữa nhưng mà nó nhỏ kiểu như vậy ấy. Nên giờ nhiệm vụ của chúng ta ai là vĩ năm vĩ cái bông hoa đó được tạo từ năm hình cơ sở nhá. Mà trong hình cơ sở đó là nó chỉ có được tạo ra từ năm cái hình ngũ giác. Giờ chúng ta sẽ làm nè. Giờ cái phần chuẩn bị xong rồi à. Chúng ta đặt cái đuôi nó nhỏ ở đây. Rồi. Giờ nó đặt bút thôi là nó sẽ tới phần mặt đầu à. Rồi, lúc đó thì nó sẽ đặt bút thôi là tới phần. Giờ chúng ta chuẩn bị xong rồi, giờ chúng ta sẽ tới phần vĩ. Thì các bạn muốn chọn bút màu và đặt kích thước bút vĩ thành bao nhiêu cũng được. Giờ chúng ta chỉ cho nó
Giờ đầu tiên chúng ta chỉ vẽ viên gạch hoa đúng không? Vẽ cái hình cơ sở trước là mới vẽ cái hình bông hoa được. Rồi. Nên giờ chúng ta sẽ nhóm vào nhóm khói của tôi và nhóm vào nút tạo một khói. Đó, chúng ta đặt tên nó là hình cơ sở. Rồi, nhấn OK. Đây hình cơ sở ấy đúng không? Và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tên là độ dài. Để mà vì trong hình cơ sở nó có năm cái hình được tạo bằng năm cái hình ngũ giác đều lầm nhau. Mà cái hình nhỏ nhỏ ấy, nhỏ này nó có độ dài cạnh bí hơn hình ngũ giác lớn hơn là 10 cm. Nên là giờ chúng ta sẽ tạo thêm biến độ dài à. Để mà vỉ độ dài của nó. Rồi, người ta có nói rằng cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1/4 độ dài cạnh hình vuông. Mà viên gạch hoa được tạo bởi hình vuông có cạnh 250. Vậy chúng ta để biết cạnh của hình vuông là 1/250 đâu. Giờ người ta có cạnh của hình ngũ giác đều lớn nhất có độ dài bằng 1/4 độ dài cạnh của hình vuông. Vậy là 1/4 đúng không? Vậy thì các bạn biết ấy là chúng ta sẽ trừ chia lấy ra đây là 1/4 mà 4 phần ấy là độ dài cạnh của hình vuông, còn 1 phần là của hình gì ta, hình ngũ giác lớn nhất. Đó là chúng ta chỉ lấy 250 chia cho 4 thì nó chỉ ra độ dài cạnh của hình ngũ giác lớn nhất trong cái hình cơ sở. Lúc chia lại thì đã sẽ bằng 625 đúng không? Chúng ta chỉ đặt đồ da thành vậy. Rồi tiếp theo, chúng ta chỉ cho nó lặp lại 5 lần. Rồi thêm cái đó chính là chúng ta thêm một cái lặp lại 5 lần tiếp. Thì hình cơ sở đó được tạo bởi 5 cái hình ngũ giác. Mà các bạn biết là cái hình ngũ giác ấy là chỉ được vỉ ra từ 5 cạnh đúng không? Rồi chúng ta cho nó lặp lại 5 lần này để mới tạo ra hình ngũ giác, và chờ đợi nó vô cái lặp lại 5 lần đây nữa để mới vẽ thêm bốn năm cái hình ngũ giác tiếp theo để mới cho nó thành hình cơ sở. Những hình ngũ giác đều lầm nhau. Giờ lặp lại 5 lần là di chuyển đồ dài nha. Đấy, mình đặt cái biến độ dài này để mà vỉ theo độ dài nói, cho nó nói là những hình ngũ giác đều cờ giao bí dần, mà mới hai ngũ giác đều cờ nhau, ngũ giác nhỏ có độ dài bí hơn độ dài cạnh ngũ giác lớn hơn là 10. Vậy chúng ta mỗi lúc nó vỉ xong một hình hình to nhất ấy thì chúng ta chỉ cho độ dài giảm đi 10 để mà vỉ cái hình nhỏ hơn. Bây giờ vỉ đây trước à, lặp lại 5 lần là di chuyển độ dài về xoay phải thì do nó có 5 cạnh ấy nên chúng ta sẽ đặt là xoay phải 360 chia cho 5. Đây là ngũ giác, đây là áp dụng trong trong cái gì ta, trong cái trục toán hình đa giác à. Đấy là lúc đó vẽ xong một đấy thì chúng ta sẽ cho nó giảm giảm độ dài, giảm đi độ dài là âm 10. Nó sẽ giảm đi 10 đơn vị ấy. Giờ chạy thử nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó đã vẽ ra một hình đầu tiên không à. Giờ tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một hình tiếp theo ở hướng khác nữa. Chúng ta vẽ xong một hình cơ sở không? Giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp 5 bốn hình cơ sở nữa đỡ mẹ trở thành một cái bông hoa có bao gồm 5 cái hình cơ sở. Chúng ta đặt bút à, chúng ta cho nó lặp lại 5 lần là dùng lên hình cơ sở, là cuối cùng cho nó xoay phải là 360 chia cho 5
Do hình bông hoa này ấy thì nó chỉ được tạo từ nó chỉ được tạo từ năm hình cơ sở lận. Rồi chúng ta vẫn chia áp dụng phương pháp của hình đa giác. Đấy, lập lại năm nhân. Giờ chạy thử à. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, vậy là nó lại lập lại xong rồi đúng không? Vậy giờ hôm nay chúng ta vậy giờ chúng ta đã làm xong cái hình đa giác này rồi. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì mình chúc các bạn làm được cái bài tập này nha. Và các bạn nhớ subscribe, thích và theo dõi mình để mà mình làm thêm những video tiếp theo nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.